Hello, chào mừng 500 anh em ruột đã đến với channel của Ngọc Ken. Và hôm nay thì shop Ngọc Ken sẽ gửi tới cho anh em một cái clip về đánh 33. Đánh này là giờ bọn mình đang chờ tham gia. Team của mình gồm Đắc Lót, La Phong và Thiên Long. Hy vọng sẽ đạt được thứ hạng cao. Anh em nào xem được clip này nhớ ấn like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình. Ấn vào chuông thông báo để không bỏ sót những video clip của mình mỗi khi mình lên sóng anh em nhé. Rồi, sẽ tới trận đánh 33 đây. Rồi, chuẩn bị. Ra ngoài. Rồi, đánh. Lát à? Mình sẽ mở địch lên đi. Mình sẽ mở địch lên đi cho anh em dễ nhìn. Đó. Ok. Niệm mà. Đây là con thú 400 triệu mọi người, hơi lag nhỉ. Đông người hơi lag. Đây, thú 400 triệu đây. Anh em nào xem được clip này nhớ ấn like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình nha mọi người ơi. Và đặc biệt là bên shop Ngọc có bán thẻ dinh nạp vào game kiếm thế Origin này, cũng như là up kiếm tôn liên server và bán kim long tại server 35, server 38, 39, 40. Hiện tại đang có kim long ở những cái server đó. Anh em nào cần mua kim long ở server 35, 38, 39, 40 thì cứ liên hệ với mình mọi người nhá. Số lượng cũng không còn nhiều đâu, mỗi server chỉ khoảng được còn khoảng 30 cho đến 50k kim long thôi. Anh em nhanh tay mua nhá. Mình bán xong cái lỗ kim long này rồi mình sẽ nhập thêm một lô kim long mới về ở những cái server khác để mình bán. Về mình nhập hết tất cả những server thì cái vốn của mình nó không được nhiều để ôm hết tất cả server, nên anh em không cảm. Những server nào mua nhiều thì mình sẽ ưu tiên mình nhập trước. Nick của anh đây hả? Hay mượn nick review không? Đây không phải là nick của Ngọc, đây là nick của bạn Ngọc nha. Nick khách của bên shop Ngọc và Ngọc online để review thôi. Để chơi cho anh em xem thôi. Hai mươi k kim long bán nhiêu anh hả? Em ở server nào đặt fan ơi? Kim long bên shop Ngọc đang bán ở trên livestream là công khai giá luôn, một ngàn kim long là 10k, à 1.000 kim long là bằng 210k Việt Nam đồng nha mọi người. Thôi cái chuyện của Tú Genji thì mọi người đừng có nói ở trên livestream của mình làm gì nha mọi người, nói chuyện buồn người ta anh em đưa ra nói làm gì. Hello Ngọc Ken, ok, chào Khoa Phạm nhá, chào Trung Trần, chào năm em này, chào Hứa Hoa này, chào Huỳnh Hùng, chào Văn Hưng Nguyễn. Rồi tiếp tục tới trận đấu thứ hai. Hạo Thiên, Napoleon, Nhật Linh. Đã, mình vừa mới nạp vô thêm 10 triệu đó nữa anh em. Thằng em mình nó đang nạp cho mình nha, mình livestream nên là em mình nó thao tác nạp cho mình. Còn anh em nào mà tí nữa anh em cứ nói là đây là cái nick kích nạp, và tí nữa anh em cần thiết thì mình share cho anh em xem cái lịch sử nạp tiền anh em, lịch sử giao dịch anh em. Tất cả đều thanh toán bằng thẻ dinh ở bên shop mình hết nhá. Những cái tư tưởng mà chim mồi hay là Vinagame bút thì anh em nên xóa cái tư tưởng đó ra khỏi đầu đi. Vì cái tư tưởng đó nó bần và nó hèn lắm. Đâu phải mình không nạp được là những người khác không nạp được đâu anh em. Trong ví mình không có tiền không đồng nghĩa là trong ví người ta cũng không có tiền đâu mọi người. Việt Nam bây giờ người giàu nhiều lắm mọi người ạ. Và anh em chơi game ngày xưa nạp 1-2 tỷ vào thì nó kinh lắm. Chứ bây giờ 1-2 tỷ vào đối với nhiều anh em đại gia rich kid của Việt Nam bây giờ thì nó khá là đơn giản. Mỗi người có một cái đam mê. Thì đam mê có những ông thì đam mê bài bạc thì cũng qua bên casino, bên cam rồi đánh bài thua cả 4-5 tỷ bên đó thế bình thường đúng không? Những ông đá gà có những trận đá gà lên cả tỷ, cả chục tỷ vẫn bình thường. Hay là mua một cái sim điện thoại, có ông thì đam mê sim điện thoại, có ông là đam mê biển số đẹp, có ông lại là đam mê lan đột biến, có ông lại đam mê chim, có ông lại đam mê gái. Cái đam mê nào thì nó cũng sẽ tốn tiền hết. Mà mình làm tiền để làm gì? Làm tiền để phục vụ cơm áo gạo tiền của chúng ta, phục vụ hàng cơm hàng ngày, cơm áo gạo của ta hàng ngày và phục vụ cái đam mê.
đam mê của chúng ta, đúng mọi người. Làm tiền ra tiền nhiều phải có giải trí. Mỗi người sẽ chọn một cái hình thức giải trí riêng. Có người thì lại lên quán bar để uống rượu, để nghe nhạc. Có người thì đi chơi gái. Có người thì lại tệ nạn ma túy. Rồi có người thì bài bạc. Đó. Thì anh em thấy là cái đam mê game là một cái đam mê mà nó cũng thuộc dạng là nó lành mạnh hơn những cái thứ khác. Ở nhà chơi game vợ con an tâm hơn. Đấy. Kiểu đấy, có rất nhiều ông là chọn cái cách chơi game. Còn có nhiều ông là tối là phố lên đèn là mình phải lên đồ. Đấy là lên trên bar bắt đầu là rượu vào rồi là lại đi chơi nhiều cái vấn đề khác nó về vợ con nó lại không thích. Đấy. Rồi là gia đình lại bất hòa. Thế là anh em đừng có nghĩ là nạp 1-2 tỷ vào game là dở người hay là dốt, chả có thằng dốt nào mà nó kiếm ra tiền tỷ để nó nạp game anh em. Khi mà người ta đã nạp vào game 1 tỷ thì chứng tỏ cái doanh thu của người ta mỗi ngày nó phải là cả trăm triệu. Thậm chí là cả thu nhập của người ta mỗi ngày là phải cả tỷ bạc thì người ta mới nạp vào game tổng 1 tỷ như thế này. Anh em thấy hợp lý không? Chả có ai mà làm ra 10 đồng nướng vào game hết 10 đồng thế ăn cái gì? Thế vợ con này ăn cái gì? Đúng không mọi người? Người ta phải trong tài sản của người ta nó phải cả ngàn tỷ người ta mới nạp kiểu này, nên anh em bớt lo chuyện bao đồng lại. Anh em bớt lo cái chuyện bao đồng lại. Những cái anh em nào đang xem live trên mình đây, 374 anh em đang xem live đây, mình cũng nói luôn. Có mấy ông là rất là dở hơi. Mấy ông rất là dở hơi. Kiểu mẹ móc đít 10 ngày đéo thối. Thế là nghĩ ai cũng như mình. Trong ví mình mẹ nhắn luôn, trong số tài khoản mình mẹ toàn số 0. Thế là nghĩ ai cũng như mình. Thế là thấy những người mà người ta thành công trong cái lĩnh vực riêng của người ta, người ta vào game, người ta chơi game, người ta giải trí thì lại bắt đầu là chửi bới các kiểu như vậy thì muôn đời nát anh em ạ. Mình phải phấn đấu lên, mình phải nhìn lên để phấn đấu. Và mình luôn luôn là nhìn theo cái chiều hướng tích cực. Anh em đừng có nhìn theo cái chiều hướng mà nó tiêu cực, cứ nghĩ là chim mồi. Thật sự mình phải nhìn ở trong cái tài khoản của mình có bao nhiêu tiền để người ta chim mồi mình. Đấy. Chim mồi, bây giờ thời gian là thời đại nào rồi còn chơi game chim mồi. Để cho các game thủ nó tự chim mồi với nhau chứ hơi đâu mà chim mồi. Đúng mọi người. Và mình là một thằng bán thẻ nên mình biết được tất cả những anh em nạp, người ta chuyển khoản cái đồng tiền người ta là đồng tiền nó nhẹ nhàng, đồng tiền ở một cái tài khoản riêng để chơi game, người ta đã dành riêng một tài khoản để chơi game. Đó, nên là anh em không cần phải lo lắng cái vấn đề là thu nhập của người ta như thế nào. Rồi là không cần quan tâm là người ta giàu hay là người ta nghèo như thế nào. Anh em chỉ cần biết lên livestream của mình, lên xem kênh YouTube của mình, cảm thấy là mỗi tối mình cứ livestream mình cống hiến vui vẻ như vậy được rồi. Còn anh em chửi mình như thế nào thì cái nghiệp nó sẽ tụ lại vành môi, nó sẽ ở trên của vành môi của anh em thôi, đúng không? Những ông mà hay chửi bới thì kiếp sau sẽ đọa làm con cóc chẳng hạn, đấy, xấu. Đúng mọi người. Đấy, các ông hay chửi người khác thì kiếp sau sẽ bị đọa thành cóc, mồm thì rộng, da thì xù xì, xấu vãi lìn ra. Đấy, còn những ông nào mà hay khen tôi chẳng hạn thì kiếp sau sẽ được làm kiểu thần tiên tỷ tỷ, thiên nga các kiểu đẹp. Đấy. Đấy chúng ta sẽ đánh với Viễn Đại, có ông Viễn Đại này cũng hơi mạnh. Mình bán thẻ dinh nha anh em ạ, mình bán thẻ dinh cũng bán luôn kim long nha mọi người. Bán luôn kim long. Sẵn đây thì mình cho cái bảng kim long lên quảng cáo xíu nha. Vừa quay clip lại vừa livestream như thế này mà không quảng cáo thì giờ nào mới quảng cáo nữa. Thời gian chờ đây mọi người. Hiện tại thì mình đang có kim long tại server 38 là 31k kim long, server 39 là 8k kim long, server 40 là 54k kim long và server 35 là 18k kim long. Cái giá kim long của bên mình là 1.000 kim long sẽ tương đương với lại 210.000 Việt Nam đồng, 10k kim long sẽ là 2.1 triệu. Anh em liên hệ với Zalo 0981007879 để mua kim long nha mọi người. Đó, mình sẽ để ở đây góc màn hình đây.
ẩn cho. Thế là được rồi. Còn anh em nào mà cần up cái mốc kiếm tôn lên server thì cứ liên hệ với mình vào số điện thoại Zalo 0981007879 nha mọi người. Cái bảng giá mình đang để ở trên màn hình của anh em, khoảng 10 giây nữa mình sẽ tắt. Rồi, mình sẽ chuẩn bị tiếp tục trận đấu tiếp theo. Bên MU người ta nạp 100 tỷ kìa. Bên MU thì mình không biết, nhưng mà bên Võ Lâm Truyền Kỳ thì rất là nhiều người đã nạp trên 10 tỷ rồi. Rất nhiều người đã nạp trên 10 tỷ rồi, Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile anh em. Game này 1 tỷ nó bình thường mà anh em. Mới thôi mà. Ít bữa nữa anh em thấy là đắc lót này còn nạp nhiều nữa chứ không phải chỉ dừng lại 1 tỷ đâu. Mỗi ngày bữa giờ anh em thấy là mỗi ngày nạp 100 triệu, có ngày là nạp cả 200 triệu đấy anh em. Đây, khoe cái mốc nạp cho anh em xem luôn. Mới vào thêm 10 triệu nữa là 1 tỷ 015 triệu rồi nè. Cái lẻ năm này là lẻ năm từ lâu lắm rồi nè. Chắc bữa nào mình nó làm tròn lên 10 luôn chứ đỡ để lẻ như thế này. 1 tỷ 0 nè, 15 triệu này mọi người. Đó, mốc VIP hiện tại đang là 400 triệu thì nick này đã vượt mốc rồi. Gần chuẩn bị gần gấp 3 rồi. Chơi thêm vài ngày nữa là gấp 3. Là 3 lần VIP. Yiho. Ô. Bang cái team này có mạnh mạnh hơn xíu nha. Victory. Dứt nè. Một người nằm xuống. TS bụi nằm xuống, giờ đánh Victory. La Phong lại đập Victory nè, dí chí, ba người đánh một người nè. Đó, ok. Mỗi người giết một người, đắc lót một người. Thiên Long một người, La Phong một người. Mình đam yếu nhất, Thiên Long đam to. Kiếp sau anh mà làm thần tiên tỷ tỷ, anh cho chú mất tinh 16 tuổi. Anh Luật thích thế nha, kiếp sau này nhưng mà anh có làm thần tiên tỷ tỷ, em vẫn là thằng bán thẻ thì anh nhớ tới thẻ của em. Để cho em phá trinh nhá. Đúng 16 tuổi tìm tới nhà em, đưa võng này tới mắt đúng trước nhà của em luôn, thì đấy là ngon luôn, đúng không mọi người? Mẹ được thị thần tiên tỷ tỷ thì thích lắm nhỉ. Cái băng đắt phải nhóm anh em phá game không gặp. Đúng rồi, băng đắt nét này là mình đổi tên từ phá game băng. Phá game băng mình thành lập từ năm 2012, chơi cho tới năm 2022 thì là vừa tròn một thập kỷ, thì mình sẽ cho phá game bang đi vào cái kỷ niệm của bọn mình và năm mới. Và trong cái năm mới 2023 thì mình quyết định là mình lập cái bang đắc nét này. Đắc nét này gọi là bang bóng tối. Phá game bang ngày xưa là tuổi trẻ anh em, tuổi trẻ thì thích kiểu thể hiện á, thì luôn luôn là kiểu chơi kiểu thể hiện, kiểu phá game, kiểu các kiểu, nói chung là chửi bới cũng kinh lắm. Thế là mình cho vào, giờ là mình chuyển đổi cái kiểu cách chơi rồi, thay đổi cách chơi rồi. Cách chơi của mình bây giờ là cách chơi của một người bán thẻ. Còn cách chơi ngày xưa là cách chơi của một người là đúng là phá game luôn. Chơi game server nào là server đó nát. Đấy, bang mình tới server nào server đó nát, mà khi bang mình nghỉ rồi thì cái server đó nó như kiểu server chết luôn, là phải chờ gộp. Nên là quyết định đổi tên thằng đắc nét. Bóng tối, bây giờ những người có tuổi rồi sẽ nấp lùm, sẽ ở trong bóng tối xem các bạn khác xông pha thể hiện bên ngoài. Và hiện tại thì cái game này thì nó bắt thành lập hai tộc, mới cho lập bang là tộc thiên sát và tộc địa sát, thì thành lập thành băng đắc nét anh em. Aha, đây rồi, có địch nha, cẩn thận nha. Dồn một người. Đánh đi. Đập một người nào. Một người đất nè. Đập Nathan trước đi. Dồn Nathan trước đi. Thiên Long cứ vào, La Phong cứ vào ôm Nathan đi.
Đó, gõ đầu Nathan đi, rồi Nathan đứt này, xin tới China này, China tới công chuyện này. Thiệt lòng rồi mới vào thêm 10 triệu nữa hay gì đây, mới nháy cái này màn hình, mình đang ấy đang đánh lộn này, bấm nhanh quá. Để tí đi xem. Muốn gia nhập bang thì điều kiện gì ạ? Muốn gia nhập bang là phải trình cao thủ đổ lên nha anh ba. Cao thủ 2 sao đổ lên nhá, cái cao thủ 1 sao đánh phát lại rớt xuống tinh anh là mệt lắm. China nhây vãi lìn, China nhây. Ôi ôi giời ơi, nó chưa choáng được. Thiên Long như ai đánh mà cứ đứng im vậy ta? Theo sau vậy. Anh thế anh đánh à? Nè, bắt dính này, choáng, dứt điểm. Đó, gõ đầu đi, đứng im cho đánh không chết rồi mọi người. Game này giết người hơi khó. Cái đam bây giờ nó còn nhỏ hơn cái thủ quá hay sao đấy. Ngọc nạp 1 tỷ mai anh trả. Ngọc nạp anh 1 tỷ mai anh trả. Em làm gì có vốn. Anh em phải chuyển khoản cho em thì em mới có vốn để em nhập thẻ về em mới bán được chứ. Trong tài khoản của em là toàn số 0. Mà anh kêu em ứng cho anh 1 tỷ thì chết em. Hạc này mắc hết không còn gì ấp à anh, gần như là mắc hết rồi. Còn mấy cái kia không lên được bao nhiêu. Tặng với nhà anh đúng rồi, khoảng 10 giờ 22 giờ 22 giờ 30 này bắt đầu là mình lấy danh sách để mình quay số, mình tặng thẻ cho anh em nhé. Bên cạnh lên xuống ngựa có cái vòng tròn tâm anh, cái đó khóa mục tiêu à anh. Đúng rồi em ơi. Anh Thế anh ở Bảo Lộc Lâm Đồng phải không anh Ngọc? Cái này mình không dám tiết lộ nha mọi người. Chết đấy, nhiều khi anh Thế anh này không phải ở Bảo Lộc Lâm Đồng đâu. Chết đấy. Cao thủ 30 sao thì sao? Cao thủ 30 sao thì đánh được nha, tạm tạm nha, nói chung là vô team được. FF vô được, FF đánh với anh em mình được. Team này nát từ lục địa Loren tới kiếm thế Origin này. Đúng rồi, team này chơi đâu là nát đó. Em có được quay không? Hên xui em ơi, tí nữa thì bên mấy anh em bên shop thì sẽ lấy danh sách random ở trên cái buổi xem live này. Nên anh em nào xem live thì lát nữa mình sẽ nói cái thể lệ sau, cái thể lệ quay số sau. Thì hiện tại thì mình đang tập trung để đi các cái hoạt động xong hết rồi bắt đầu 22 giờ 30 chúng ta sẽ bắt đầu chơi event. Thích ghê ạc VIP hả? ạc này thì ai không thích anh em. Ạc này giờ cho đi bán cũng được một mớ đấy rồi. À hồi nãy xem nạp bao nhiêu. Đúng rồi, đã nạp thêm 10 triệu nữa. 1 tỷ 025 triệu rồi anh em. Hôm nay tối đêm nay sẽ nạp lên là 1 tỷ 115 triệu. À 1 tỷ... Đúng rồi, tối hôm nay sẽ nạp lên... À nãy mới chuyển 50... Nãy mới chủ nick mới chuyển cho mình 50 triệu. 1 tỷ... 55 triệu. Đấy, 1 tỷ 055 triệu. Em Alibaba được quay nhá, tí nữa sẽ quay em Alibaba luôn. Vốn anh ít. Tại anh ôm nhiều đất quá. Giờ anh đổi đất lấy thẻ để anh chơi game được, anh chơi lại game được không? Ok anh Luật ơi. Đất thì bây giờ hiện tại thì nhiều anh em làm bên bất động sản thì cũng đang kêu ca là đất dạo này nó hơi bị đứng giá, đúng không mọi người? Bị đứng giá, nhiều lô phải cắt lỗ nữa. Nên là anh em làm bất động sản dạo này là cũng hơi căng đấy. Ngọc có thằng bạn là Sam 1, không biết anh em nào có biết không? Ôm mớ đất bất động sản dạo này cũng không biết trôi dạt về đâu rồi. Thì cũng có mấy VIP là sau cái kỳ World Cup là cũng bị rớt mất một mớ ở đâu rồi. Nạp nhiều Vinagold không có cho gì vậy anh à? Đang đua top em ơi, chừng nào nó tổng kết top thì nó mới biết được là nếu như được may mắn mà được top 1 thì sẽ được 15 chỉ vàng cộng với lại một cái tượng tượng mã vàng 24k. Vòng tròn bên cạnh có ngựa tác dụng gì vậy anh? Cái này khóa mục tiêu em ơi, chuyển đổi mục tiêu. Đây.
chuyển đổi mục tiêu. Ví dụ như bây giờ anh muốn đánh bé Lily là anh nhích vô đây là nó lên nó target mục tiêu vào cái bé Lily. Sam thở oxy rồi hả? Dạ chắc là đang thở oxy rồi anh ba. Event kiểu gì hả? Event tí nữa mình sẽ quay vòng quay may mắn xong rồi hả ta? Ô. Xong rồi. À, win rồi. Xem hạng. Hạng chưa lên mọi người. Anh em nhìn quả tài phú ở bên bên băng mình này. Rất ngon nhá. Chào em trai, tê chào Quý Ngô nhá. Lấy cái top thưởng 1 tỷ của Vinagame chắc rồi hả? Chưa biết được, cái top Vinagame này lần này nó không có mở giới hạn max level. Lỡ may bữa nào mà thua level phát là coi như là thua đấy anh em. Vì là cái ngày mở giới hạn level 69 là ngày 20 tháng 4. Mà ngày chốt top là 24 tháng 4. Thì trong vòng 5 ngày, tính tất cả ngày 20 đến ngày 24, 20 đến 20 này, 21 này, 22, 23, 24 đúng rồi. Là 5 ngày. 5 ngày thì 5 ngày phải lên được 9 level rất là khó khăn, nên chắc chắn là anh em khả năng dừng lại ở level 67 là căng. Nếu như ông nào mà ép cấp 2 lên 68 hoặc được 69 thì tỷ lệ win là rất cao. Bây giờ lên hơn một level lên rất là nhiều lực chiến, lên nhiều tài phú. Điều kiện gì để tham gia event vậy anh hả? Điều kiện thì anh em xem live này và tham gia vào cái group mua bán mình đã ghi ở trên cái khung chat của anh em đấy. Rồi ok, mình đã quay xong cái đoạn clip đi đánh Võ Lâm Liên Đấu rồi. Cảm ơn anh em đã xem clip nhé.